Bố nói thêm miếng, tại vì cái này nó rất là nhức nhối. Cái thằng cha Trương Bùi Diệp á, hiện nay nhiều người lương, nhiều người đạo Phật cũng đi viếng á. Bố Quang nói sơ sơ miếng cái thằng này đi bố. Nói về ai? Nói về ông Trương Bùi Diệp á. Dạ. Nói về bây giờ người ta mê tín tất cả những người đi thăm. Là Trương Bùi Diệp chết vào ngày 12 tháng 3 năm 1946 do dân quân du kích kháng chiến thời Việt Minh ở vùng chắc là ở Sóc Trăng, lôi ra xử tử ném xuống sông. Thì cái tội đó là về lúc bây giờ là quân Pháp đã đánh chiếm Việt Nam từ ngày 23 tháng 9 năm 1945, và dĩ nhiên là cái sự cấu kết giữa nhà thờ Vatican với lại giáo dân với lại giặc Pháp trong cái vấn đề mà chống lại chính quyền kháng chiến Việt Nam. Thì bây giờ là quân dân ta rất là yếu, thì nó vừa mới tấn công cái là với súng đạn tối tân với lại quân đội nhà nghề của nó với lại sự cộng tác của các nhà thờ với lại giáo dân để chống lại dân ta, thì dân ta quân dân du kích của những người tầm vong với lại súng rất là đẹp cho vậy rút lui. Nhưng mà dĩ nhiên là quân Pháp nó mới đến là cái đội quân mới, thành ra những người giáo dân với lại nhà thờ là những người đưa đường chỉ lối biết ngóc tách của Việt Minh ở chỗ nào, thành ra làm những cái công việc vừa là dẫn gián điệp vừa là chỉ đường dẫn lối, cho nên là ông nhất là phải. Nhưng mà bản chất của giáo hội La Mã là tất cả những người mà đã cộng tác làm việc và bán nước của cái quốc gia bản địa cho Vatican với lại cho cái thế lực xâm lăng cấu kết với Vatican thì đều tôn lên làm thánh, thánh hết. Bởi vì nếu mà ly đi sang đến Mỹ ở cái vùng của Bác thì chỗ nào cũng thấy thánh được thánh cái. Thánh được gọi là Saint, được thánh cái họ gọi là Santa. Thì như là thành phố của cái nhà của con trai của Bác ở đó gọi là Santa Barbara, tức là cái nữ thánh Barbara, và đi nhiều rất là nhiều thánh. Và ngay những Việt Nam 117 người đó là có cả những bọn truyền giáo Âu Châu và người bản địa đều bị chết vào thế kỷ thứ 18 và thế kỷ 19 do các chính quyền chúng ta bắt được, chính quyền người Việt Nam đó bắt được và xử tử về cái tội đó. Họ cũng phong thánh luôn, phong thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thì tất cả những người mà được giáo hội La Mã phong thánh đó thì đều là những cái tội đồ của dân tộc bản địa. Thế thì ông Trương Bội Diệp cũng là một cái thằng tội đồ đối với nhân dân ta vào cái thời kháng chiến 1945 năm 1944, do đó bị giết đi. Giờ họ chủ trương là không thấy, nhưng mà thực ra là nó là một thằng tội đồ, thằng khốn nạn nhất, những thằng mà phản quốc phản dân tộc, giết hại đồng bào, như là họ giết giống như ông Châu Đình Nguyễn đã nói rõ là thân phụ ông chứng kiến thân phụ ông đã giết những người kháng chiến như thế nào. Cái đó là rõ ràng. Bố ngồi đó đi, bố cứ nói. Không hiểu biết được lịch sử, không biết được cái tình tự dân tộc thì nó nói thì sao là tin như vậy, mê lắm, tưởng rằng là thần thánh của chúng nó là thiêng lắm, cho nên mới tin cái ông Nguyễn Bùng Diệp là quân thiêng. Thế là làm gì có giáo hội La Mã, nó bịa đặt từ ở trong kinh thánh tân ước cũng như cựu ước, nó bịa đặt những cái lời dạy của nó đến đây nó tuyên truyền, nó cũng bịa đặt tất cả những gì mà nó nói là đều là chuyện bịa đặt, đều là chuyện nói láo cả. Thế nhưng mà người Trung Hoa có câu nói rằng hoang ngôn thiên lập thành chân, tức là nói láo nhưng mà cứ lập đi lập lại hoài đó, thì nó thành ra như giống như sự thật. Thế là người Việt Nam mình có câu là tăng sâm giết người, tức là ông tăng sâm không có giết người nhưng mà nó cứ đồn hoài, cuối cùng bà mẹ mẹ cũng tưởng là ông tăng sâm giết người thật. Đó là chuyện của tàu, nhưng sự thật là bây giờ nó làm giáo hội La Mã nó chủ trương nó làm như vậy. Tất cả những người nào là dân bản địa mà được phong thánh đều là những tội đồ của cái quốc gia bản địa đó, thì ông Trương Bội Diệp ở vào trường hợp này. Đấy, người nào mà còn tin vào Trương Bội Diệp là thánh, để tin tưởng ông có thành thiên hay là rất là linh gì đó thì cái đầu óc của họ có vấn đề. Đó, trình độ của họ nghĩa là cái gọi là cái chỉ số thông minh của họ nó ở dưới 90,
tức là họ thuộc loại hơi đần độn, tôi phải nói là như vậy. Bố ơi, bố vừa nhắc tới câu nói của ông Charlie Nguyễn, bố con muốn mời bố và quý vị khán giả nghe nhé. Ông viết ở trang Công giáo huyền thoại và tội ác, trang 325. Ông viết nè, nguyên nhân nổi loạn, chữ nổi loạn ông bỏ trong một kép nha. Đây là ông Charlie Nguyễn, một con chiên tỉnh ngộ. Ông từng đi học làm linh mục ở Ninh Cường, Bùi Chu Phát Diệm. Ông từng làm thẩm phán dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Ông từng đi cải tạo 10 năm rồi ông sang Mỹ. Thì ông viết cái câu này nè, nguyên nhân nổi loạn của tôi là vào năm 1949 tôi đã chứng kiến thảm cảnh của những người bên lương, chữ bên lương trong ngoặc kép, bị cha tôi và các cha xứ cùng quê Ninh Cường hợp tác với Tây tiêu diệt họ. Có người bị cháy như con chó thui ở tiệm cày tơ, nhe răng ghê rợn. Có người bị trói thúc ké để chờ bị giao lên đồn Tây. Có người bị đốt nhà và bị bắn thả trôi sông. Một vài bạn học của tôi lúc còn bé tí là con của những người đó. Sự thật đó là như vậy. Chính ông Charlie Nguyễn mà nói ra đó là không ai chối cãi được. Và xét xử bác có ghi lại những cái bản văn mà chắc là Lý Quốc Đồng. Họ giết người khốn nạn lắm. Thí dụ như là họ bắt bà vợ có bầu, nó chối lại, nó mổ ra lấy con mà nó bắt thằng chồng chối ở trước mặt để coi. Đó là cái trường hợp ở bên Ái Nghị Lan. Rồi cái trường hợp như là ở Croatia và trong những năm 1941-45 đó, thì nó bắt cả gia đình, nó không cho ăn uống, nó tách rời ra bố một nơi, vợ với con một nơi. Thế rồi nó giết bố, nó làm cái tách thịt của bố, nó giao nhận cho vợ với con ăn, vợ con đói quá ăn thấy ngon, rồi nó bảo đó là thịt của bố mày đó. Đó là cái chuyện đó bác có đăng rõ ở trong các bài viết của bác, ở trong hình như là chương 13 trong cái sách gọi là Tâm tư của nhà nước Việt Nam, có nói rõ chỗ đó. Và bây giờ bác cũng tìm cách, bác nói rõ ở trong chỗ nào đó trong cái sách sắp in ngày mai. Cái này chúng ta phải nhắc đi nhắc lại, một cái giai đoạn mà tội ác, bởi vậy cho nên là nói tội ác còn lơ lửng treo trên đầu đó đó, mà hiện nay chúng nó còn điên cuồng chống phá đó đó. Như vậy là bác nói như vậy cũng đã đủ rồi. Vậy thì nếu có gì mình sẽ nói kỳ sau. Đến đây thì tưởng là cũng quá dài để mà kết thúc cho nó vừa với lại cái clip của. Sẵn đây con cũng muốn mời bác với lại mọi người nghe đoạn nữa về cái chữ quốc ngữ, để sau này con có cái ý định của con, có một cái kế hoạch của con rất là lớn. Cũng lại là cuốn Qua Công giáo huyền thoại và tội ác, trang 139 của ông Charlie Nguyễn. Ông viết, vấn đề chữ quốc ngữ, tôi thiết tưởng chúng ta không cần phải biểu lộ lòng biết ơn đối với các cổ đạo, vì họ không tri tình làm ơn cho dân tộc ta. Họ phát minh ra chữ quốc ngữ chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là tạo ra một phương tiện truyền đạo để gieo rắc biết bao tai ương cho đất nước ta mà thôi. Các cổ đạo thừa sai là những kẻ địch thù của Tổ quốc Việt Nam. Hãy coi chữ quốc ngữ là chiến lợi phẩm chúng ta tịch thu được từ tay địch. Chúng ta không cần phải quay cổ lại phía đồn địch để cảm ơn địch đã cho chúng ta những chiến lợi phẩm đó. Chúng ta cần phải dùng vũ khí tịch thu được của địch để giết hết bọn địch và bè lũ tay sai. Bè lũ tay sai của chúng là bọn Việt gian đã tự biến mình thành những kẻ ăn đậu ở nhờ trên quê hương mình. Đối với đạo Phật, chúng đã vô cớ lăng mạ và hạ Đức Phật xuống thành quỷ dữ, lên mặt vênh váo, láo xược với mọi giá trị tinh thần cao quý của dân tộc Việt Nam và các anh hùng của chúng ta. Chúng ta phải bắt chúng quỳ xuống, tạ lỗi, hỗn láo với Tổ tiên, với Đức Phật và với hồn thiêng Tổ quốc. Chúng ta sẵn sàng tha thứ nếu chúng tỏ ra biết ăn năn hối cải. Còn nếu chúng vẫn tiếp tục ngoan cố, láo xược thì nhất định chúng ta không tha. Tội ác của bọn bán nước và cướp nước hãy còn nguyên đó.
Cô nghĩ là nên cắt ra, nên cắt cái đoạn đó ra để mà nói về cái phần chữ quốc ngữ. Cô nói tóm tắt lại là ông cha Liên Nguyễn đã có cái nhận xét y như hệt như trong lòng của cô nói, mà giống như cô nói hồi nãy đó, những người biết ra đó, là đều hận hận và hận rất là hận. Nói đến chữ quốc ngữ là cả một cái sự hận trào dâng lên đây. Quý vị có thể biết là cái nước Philippines bây giờ đấy, họ có còn biết rằng cái văn hóa gốc của họ như thế nào nữa hay không? Cô có một cái người đó lấy vợ người Phi, ông đó cũng là một cái người biết nhiều chữ Hán, và ông có tìm hiểu về văn hóa rất là sâu. Ông đó ở Canada, thì ông đã đi về Phi và ông đi tìm tòi cái nét văn hóa cũ của người Phi, thì ông không thấy còn đâu nữa. Mà bây giờ đó là nó đặt lên một cái câu hỏi như thế này, cũng giống như bây giờ mình xài chữ quốc ngữ, bây giờ mình không còn đọc được cái chữ nôm của mình nữa, ngày xưa nữa, và không được đọc cái chữ chữ thuần túy của mình đó, là cái chữ ngày xưa chữ gì khoa đẩu hay gì đó thì cũng không biết, nhưng mà qua nhiều năm qua thì cái chữ gần nhất của mình đó là chữ nôm, và những cái tài liệu về tất cả những tài liệu về lịch sử chính trị văn chương nó còn lại là chữ nôm, chữ Hán, mà bây giờ còn bao nhiêu người đọc được còn bao nhiêu người đọc được những chữ đó. Và bây giờ cô đi về ra ngoài ngoài Bắc, bao nhiêu cái đền đài bước vào chả biết nó nói cái gì nữa, và những người trong đó không biết họ nói cái đó là nói cái gì nữa, nhưng mà có thói quen là họ vẫn làm những đại tử, và những cái người làm đó cũng không biết đọc cái chữ đó là đúng hay sai, chữ đó là chữ gì không biết. Và trong nhóm của chúng ta đấy, con nhớ bác Hiệp Nguyễn không, bác có một cái bản gì gọi là cái gì đó chỉ sắc chỉ của vua bác sắc phong nhà. Sắc phong của vua, và cái bản sắc phong đó mà bác đâu có biết đọc chữ gì đâu. Vậy thì bây giờ cái mình không phải bây giờ họ nói là chữ quốc ngữ dễ học dễ nhớ, thì quý vị chỉ có cái chữ đó quý vị học thì nó dễ rồi, quý vị không có cái cơ hội. Nếu mà quý vị không có cái chữ quốc ngữ này, quý vị cũng phải tập học cái chữ quốc ngữ theo chữ nôm chữ Hán, người Đại Hàn người Nhật đó thì cái chuyện đó là mình biết người Đại Hàn người Nhật vẫn còn giữ cái chữ của người ta, cho nên bây giờ người ta vẫn còn văn minh, người ta cũng học được, tại sao mình không học được. Nhưng mà cô nói như thế đó không có nghĩa là cô đòi phải trở về cái đó, mình khi mà cô nói thì họ đuổi lý giờ đấy, bây giờ cũng trở lại cái chuyện đó hay sao, cái chuyện đó là cái chuyện không có phải là cái chuyện. Nhưng mà tại họ kể công họ nói là mình vô ơn với ông Rốt. Nhưng mà để cô công để cô nói là cái chữ công hay là cái hận, để cô nói đó là cái hận chứ hay là cái công. Và thứ nhất là cô kể vừa rồi đó là một cái hận, là mình cắt đứt cái nền văn hóa của mình cắt đứt, mình không có nối lại được, mình không có đọc được những tài liệu đó, tức là mình bị cắt đứt văn hóa là một. Thứ hai nữa đó là đó là cái tội chứ không phải là cái công. Đúng. Quý vị nào nói là cái công là cái đồ vô ơn, cái đồ phản phúc, cái đồ phụng ngoại, tôi nói thẳng quý vị cãi đi. Và ngu nữa cô, và ngu nữa. Bây giờ cô hỏi, cô đưa ra vấn đề Phi Luật Tăng đó. Bây giờ cô hỏi dân Phi Luật Tăng bây giờ nó có lập đền thờ cái thằng mà cái thằng Phi Luật Tăng, cái thằng Philippines mà nó ra cái thằng vua đó đi qua để mà chiếm đất đó, nó thờ rồi nhờ ông nó chiếm đất tôi, và bây giờ vua Philip nhờ ông chiếm đất tôi, và bây giờ tôi mới có được như ngày nay. Và nước tôi có nước tôi có cái tên Philip nữa chứ, Philippines là tên đấy, của cái ông vua nước ngoài đó chứ. Đó, bây giờ quý vị đặt trường hợp quý vị là người Phi Luật Tăng đi, quý vị có nhớ ơn thật sự cái thằng mà nó qua nó chiếm hết tất cả những cái văn hóa, nó tiêu diệt cái văn hóa của người Phi Luật Tăng hay không? Quý vị đặt trường hợp quý vị là những người ở Nam Mỹ, quý vị có cảm ơn mấy cái thằng thực dân Tây Ban Nha đã qua nó tiêu diệt cái văn hóa hay không? Quý vị là những người ở dân thổ dân da đỏ ở Canada mà có con bị giết chết hàng loạt như vậy, là những thổ dân đó, quý vị có cảm ơn những cái nhà thờ công giáo
những cái người người Tây, người Mỹ mặc áo Tây, áo Mỹ đẹp đẽ, nói tiếng Anh, tiếng Mỹ rất là sang trọng hay không? Quý vị có nói được như vậy hay không? Quý vị hỏi những người dân người dân ở Canada hiện thời đó, sau cái vụ mà khai quật cả ngàn cái ngôi mộ mà không tên, vùi vào mấy cái đứa bé ở những cái trường của công giáo dạy ngày xưa đó, những cái trường thuộc địa, họ dạy, họ đồng hóa những đứa con, họ cấm nói những cái ngôn ngữ của thổ dân ở đó. Có những cái chuyện kể mà cô cũng có dịch lại trong cái cái loạt bài gọi là Những Bóng Ma trong cái nhà cô Di Viện San Jose đó. Cô mới có dịch được một phần ba cái chiều dài của cái vụ án đó. Họ viết cả trăm trang mà cô mới có dịch có được 25 trang thôi. Thì đó, quý vị đặt trường hợp như vậy đi, quý vị có cảm ơn hay không? Quý vị là người phi luật tâm, quý vị có cảm ơn là cho chúng tôi không cần phải biết cái văn hóa của chúng tôi nữa hay không? Bây giờ truyện Kiều có ai đọc được nữa đâu? Truyện Kiều gốc á cô, truyện Kiều gốc của ông. Tôi hỏi lại mấy cái câu đó, ai nói mang ơn tôi hỏi lại câu đó. Nhất là mấy cái đứa trong nhà thờ công giáo, họ luôn luôn là nhấn mạnh cái điểm đó và lúc nào họ cũng tuyên truyền như vậy hết. Và họ tất cả những cái tuyên truyền, bây giờ là cô nhớ lại là tất cả những tuyên truyền của họ, mà cô nhớ lại cái chuyện mà ở những chuyện gì xảy ra ở trong các cái ngôi trường của công giáo ở Canada, thì cô giật mình là họ tuyên truyền kinh khủng. Cho tới bây giờ những người lương ở bên ngoài cũng vẫn tin rằng gửi con đến những cái trường đạo là tốt. Cô không hiểu tốt cái chỗ nào mà họ đồng hóa, họ cởi bỏ hết ngôn ngữ và họ cho ăn mặc đẹp như thế là sao, thế là tốt. Quý vị tốt ở chỗ đó hay sao? Tốt ở chỗ mà cởi bỏ cái văn hóa của mình, tốt ở chỗ mà quên cái tiếng mẹ đẻ của mình, tốt ở chỗ là quên ơn cha mẹ, tốt ở chỗ là thờ phụng ngoại bang. Cho tới bây giờ là một bộ phận không nhỏ dân tộc cứ hướng về ngoại bang, cứ hướng về Mỹ, cái gì của Mỹ cũng tốt đẹp. Cô ở Mỹ cũng mà không phải nói xấu Mỹ, nhưng mà cô qua đây là vì một cái biến động chính trị. Cái chuyện đó là chuyện khác, nhưng mà cô qua đây cũng đủ ngôn ngữ để tìm hiểu, để hiểu đâu là cái gì tốt, cái gì thật không tốt của nó. Cái gì tốt cô ghi nhớ, cô biết. Mà nếu mà cô có thể truyền đạt lại được cho người Việt Nam mình, cô cũng chia sẻ. Còn cái gì mà những cái mà quý vị đó tranh đấu cho được cái tốt đó, là tất cả những cái điều mà họ nói đều là những cái tuyên truyền. Nhân quyền, tự do, dân chủ, xin lỗi. Qua bên đây mấy cái năm sau này chúng tôi mới thấm thía là đảng nào cũng lo tranh đấu cho cái đảng đó không. Đổi cái chuyện mà bỏ phiếu để mà chấp thuận cho một cái số tiền để mà thông qua một cái số tiền ở quốc hội đó, họ muốn bỏ phiếu thông qua một cái số tiền để mà xây dựng cái nền tảng, cái gọi là cái cơ sở gọi là cái foundation, cơ sở, một cái số tiền xây dựng cái cơ sở tránh cho người dân. Cũng vì tranh giành giữa đảng này đảng kia mà họ không muốn thông qua, đảng cộng hòa nói thôi bây giờ chờ gì nào đảng mình thắng mình hãy thông qua để mình được cái tiếng con coi đó. Cuối cùng là cứ để ngâm đó để chờ mình, chờ cái mình thắng lên để ghi điểm để đấy, đấy. Không? Đấy. Thành ra ban đầu cô tưởng đó là đảng nào thì đảng, nhưng mà rốt cuộc lại họ phục vụ cho quyền lợi của Mỹ. Cô nghĩ là như vậy, thì mấy lâu nay cô cũng nghĩ như vậy. Tới mấy năm nay, từ lúc mà ông Trump lên tới bây giờ đó, là cái sự chia rẽ ở trong nước, vừa chia rẽ sắc tộc, vừa chia rẽ về đảng phái. Mà đến nỗi này là cô có cảm tưởng như là một cái cách mạng màu nó đang xảy ra ở trên nước Mỹ. Ô, cứ nói đi, con đi xuống đây xíu, con cứ nói. Thì thôi đi chứ, bây giờ cứ kéo dài hoài, người ta ở ngoài người ta đợi mệt chết đi. Thì cô thấy là cách mạng màu của Mỹ đem lại cho tất cả những cái chỗ, những cái nước quốc gia, những cái quốc gia khác trên thế giới, thì bây giờ dường như là nó lại lan truyền trở ngược lại cho Mỹ đấy.
Nam đang có bao nhiêu người đang mơ đa đảng đó không? Thì đó, thì cô phải nói là nó ảnh hưởng rất là nhiều. Mình phải, trên cái mặt trận của mình đó, nó đem lại nhiều điều lợi lắm. Cách đây cả cũng 7, cũng 9, 10 năm thì không, mà 8, 9 năm thì một cái người, một cái cậu mà cái anh đó làm cái sách hiếm nói cho cô đó, anh ấy nói là cô nhờ có cái sách hiếm nét này á, cái thằng em của con đó, nó đọc được, bây giờ nó mới tin tưởng vào nhờ chính phủ của mình. Chứ trước đây nó hoang mang lắm, nó không có tin, bởi vì có những cái tuyên truyền ở bên ngoài đó xấu độc. Tuyên truyền xấu độc, đúng rồi. Thành ra cái công việc của cô đó, sách hiếm nét đó, là đem lại cái niềm tin cho người ta, tức là đem lại một cái sự sức mạnh cái đoàn kết của dân chúng. Thế mà những cái thành phần xấu Thiên Chúa giáo họ nói là sách hiến nét của cô á là đem lại sự chia rẽ dân tộc, nhưng mà ngược lại cái đọc sách hiến nét của cô đó thì đem lại cho chính quyền những cái sự tin tưởng hơn, đem lại cho người dân sự tin tưởng hơn. Mà cái người thua thiệt mà cái những cái đám mà lừa gạt người ta đó là Thiên Chúa giáo. Họ nói là mình đang hỏi được, cho nên là nói mình chia rẽ, nhưng mà chính là cái công việc của mình là đem lại cái sức mạnh đoàn kết cho dân nhiều hơn. Mình phải nhấn mạnh cho đó là công việc của mình là đem lại cái sự tin tưởng, sự đoàn kết, sự tin tưởng của người dân, cái lòng tin của người dân nhiều hơn, tạo thêm sức mạnh đấy. Vâng, tạo thêm, tức là công việc của mình là có ích lợi. Mà họ tuyên truyền chia rẽ, họ nói sách hiếm, người đọc sách hiếm mà nói chia rẽ tôn giáo. Chia rẽ tôn giáo có nghĩa là họ gạt người ta không được nữa. Bác ở bên Pháp đó, bác nói hồi trước bác chống cộng dữ lắm, mà từ khi nghe đọc sách hiếm của đọc giáo sư Trần Trung Ngọc đọc sách hiếm này, quay lại là ủng hộ cộng sản mà lại căm thù cái đạo công giáo này. Vâng, không có phải, không có ít đâu Ly. Cô nếu mà dường như là ngày hôm qua Bảo Trâm có phỏng vấn cô mới khoe cái bài của cái ông Giác Hạnh. Ông này ngày xưa là... Đúng rồi. Ông Giác Hạnh, đúng rồi, ông ấy là ngày xưa ông cũng chống cộng dữ lắm á. Ông ngày xưa là cờ vàng ba sọc dính bên mình, nghĩa là lúc nào cũng cờ vàng ba sọc là tôn thờ lắm. Rồi sau khi mà đọc sách hiếm một thời gian rồi đó, là ông tự tìm tòi thêm, ông tự tìm tòi để mà xác nhận lại những cái gì mình nói có sai hay không đó. Thì càng ngày ông càng tin, và tự nhiên ông quay về, ông không chống cộng nữa, nhưng mà ông vẫn còn xài cái cờ vàng ba sọc. Rồi dần dần bây giờ bỏ luôn cờ vàng ba sọc, bỏ còn lên á. Tôi mới đăng cái trong cái mục thư ý kiến lắm là ông nói về cờ vàng ba sọc là tượng trưng cho ba cái gì đó, chia rẽ nè, hận thù nè, và nhục nhã gì đó. Ông đưa ra ba cái vấn đề đó hay lắm. Thì ngày hôm qua cô có đọc trên cái kênh của Bảo Trâm, không biết chừng nào bên đó nó đăng. Thì nếu mà Ly đọc cái bên thư ý kiến ngắn là ông đó là một, mà còn cô nghĩ là nhiều người như vậy. Do đó là cái tác dụng của cái công việc của mình á là đem lại cái sự đoàn kết của người dân, chứ không phải nói như là những người Thiên Chúa giáo họ rêu rao là mình chia rẽ. Mà mình phải, mỗi một lần họ nói như vậy, mình phải đính chính lại là chúng tôi đem lại cái sự đoàn kết của dân tộc, sức mạnh cho chính quyền. Cái anh phải nhớ cái điều đó. Cái anh hồi nãy mà mới lên, con mới like một cái 2 tiếng đồng hồ với anh giáo dân ở nhà thờ Thái Bình á. Anh nói với con vậy nè, là cháu anh sinh năm 75 mà làm cũng có cái vị trí ở trong ngành giáo dục ấy, mà đọc sách hiếm xong rồi nói vậy nè, cậu ơi, mình bị nó lừa rồi, tức là theo đạo mà cô. Cậu ơi, cậu cháu mình bị tụi nó lừa rồi. Tức là đọc, cậu cháu cứ đóng cửa lại, đọc sách hiếm xong rồi cậu cháu nói với nhau là cậu ơi, cậu cháu mình bị tụi nó lừa, tức là bị Vatican nó lừa đó. Xong rồi bây giờ là có cha về rồi, bảo ông cha, tại vì biết ông cha già rồi là cũng cuồng đạo mà, cho nên là ông lớn tuổi 80 rồi nói là thôi bây giờ bố đừng có đi nhà thờ nữa, bố già rồi bố đừng đi nhà thờ nữa, chỉ nói vậy thôi. Mà giờ là đem cả vợ con, cái ông mà ở ngành giáo dục á, là bây giờ đem cả vợ con là bỏ hết rồi, là chính là cái anh mà mới lên like con đó. Đấy,
Thì do đó là Ly cùng cô, mỗi một lần mà mình nghe họ tố giác mình đó, mình nói lại, mình nói chúng tôi đem lại cái sự đoàn kết của dân tộc, chúng tôi đem lại cái sức mạnh cho chính quyền để giữ vững cái nền độc lập của nước nhà. Mình phải nói ngược lại, nó họ toàn nói ngược không à? À, có ba bốn chú ở bên Mỹ á cô, mà họ họ không dám gửi tiền ủng hộ nhà nước ta ở bên đó, bởi vì bọn bị bọn chống cộng nó chống, rồi là thành ra gửi tiền qua con để là con gửi ủng hộ mua quỹ vaccine đó cô, mà cũng nhờ là đọc sách hiếm của cô mà bây giờ họ nói là ở bên đó họ không dám nói, bởi vì họ nói là bị cái bọn chống cộng, tức là nó chỉ muốn gây chia rẽ thôi. Nó muốn là cộng sản, nó muốn nhà nước này tức là càng nghèo khổ, càng thua thiệt, càng lụn bại thì nó càng mừng. Cho nên nó không muốn, đây là các chú nói là giờ con á cũng không có nhiều, tại các chú tan và lớn tuổi hưởng lương hưu không ạ, thì là gửi cho con người được 200 đô, người được 100 đô, nhưng mà đó là con rất là ấm lòng, bởi vì đó là chứng cái thể hiện, đó là thể hiện cái mà người ta đang ủng hộ nhà nước ta chứ không phải là số tiền. Đấy thì mỗi một lần mà họ nói mình chia rẽ là mình phải tạc lại nó, chúng tôi quý vị chúng tôi làm ngăn chặn cái sự chia rẽ của quý vị đó, cái người chia rẽ là quý vị chứ không phải là chúng tôi. Chúng tôi vạch mặt quý vị là những người chia rẽ dân tộc, mình phải chấn chỉnh ngay chứ đừng có nghe lời họ né tránh né, không dám nói tới đâu cái vấn đề tôn giáo này nhạy cảm. Nói những người đó là những người chưa biết. Quý vị biết rồi là quý vị sẽ hận, và quý vị sẽ cùng chúng tôi đứng trên một cái chiến tuyến để mà vạch rõ tội ác của họ và đem lại sức mạnh cho toàn dân để chống, để giữ vững cái nền độc lập của nước mình mà Bác Hồ và những vị gọi là tinh hoa của đất nước của mình đã đem lại, và mình phải có bổn phận phải giữ gìn, đừng có để họ lừa gạt nữa. Mà con thì phải công nhận con ấy, sau này chắc chắn là ở Việt Nam thế nào cũng có một cái con đường đặt tên là đường sách hiếm. Con biết chắc là như vậy. Cái chuyện đó là cô không có nghĩ tới, nhưng mà cái thành quả mà ngày hôm nay cô có được những người như Lê Trần Ly và những cái người gọi là âm thầm mà bỏ đạo và quay về với chính nghĩa dân tộc, và biết đâu là chính nghĩa và tranh đấu cho cái lịch sử của mình cho nó đúng đắn, thì cô mừng rồi, cô với bác Quang mừng rồi. Vậy thôi, để hôm nào mình tiếp tục cái khác đi, để dài quá người ta nghe nè. Vâng, mà hôm nay cũng mừng, bởi vì hôm nay mặc dù bây giờ gần 12 giờ rồi, chứ chứng tỏ mọi người rất là thích nghe, bởi vì giờ này mà còn 82 người coi là chứng tỏ là, bởi vì con á, là con nói thôi thì cái kênh này là bây giờ là con phải tuổi của cô của bác cũng lớn rồi, cho nên những gì á, cô là người công giáo tỉnh ngộ sống ở dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, cho nên con muốn là tranh thủ để làm lại, giữ lại đây những cái gì để sau này á, là có chuyện để được thế hệ các cô, nếu không còn nữa là tụi con có biết gì đâu, nói ra đâu có ai nghe, người ta nói tụi mày biết gì mà nói tầm bậy, bây giờ đưa nhân chứng vật chứng ra để nói, để thuyết phục được. Mà mình đâu có nói như cô, chứ mình đâu có chống phá đâu. Mình chỉ muốn là đưa mọi người đến sự thật. Khi đi đến sự thật thì mọi người không chịu, mọi người cứ bịt mắt, bịt tai. Cứ lên chửi con, nói là con đó xấu với nó kia. Mà sao không chịu nói, giờ mình nói vậy thì con nhỏ đó nó nói vậy, mình phải đi tìm hiểu coi nó nói đúng hay sai. Đằng này không, chỉ biết chúi mũi vô chửi không thôi à. Cô nghĩ cô đã nói mấy lần rồi. Cô rất là hận là vì họ đã tuyên truyền để cho nhiều người của mình đó là tự bó tay giao mạng lại cho họ, mà họ đã lôi đem cái dân tộc của mình làm khốn khổ cả trăm năm rồi, bây giờ họ vẫn tiếp tục họ tố giác những cái người mà vạch mặt họ. Và nếu mà quý vị nghe lời họ, cô thấy là nhiều người lương đó, không có đạo đó, mà vẫn vì cái tuyên truyền của họ là không dám nói tới họ, mà hãy họ có một cái hành động gì hơi như là giống như mọi lần mọi người như là chung tay lo cái vụ bệnh một vụ dịch thêm một chút xíu, hay là ca tụng họ lên không như là phải ca lên nói họ kính Chúa yêu nước, thì cô thấy là cái sự là cô thấy mình đã quá giống như là
dễ dãi, thích uống nước đường. Phải là dễ dãi mà lụy, nghe là sợ người ta đó. Cô thấy có bác cho Minh Thành viết một cái bài sợ công giáo đó là cô rất là tâm đắc. Tại sao sợ họ đến cái độ mà họ chỉ cần làm một chút xíu mà không có giống như là không có hơn ai là phải ca tụng họ mới được. Thì muốn nói chuyện bình thường thôi, tại sao phải đặc biệt phải đem họ rồi tự nhiên họ làm bình thường cái ca tụng họ yêu nước. Còn bao nhiêu người khác cái này làm, cái này người khác ta cũng làm như vậy mà tại sao không nói mà chỉ nói họ. Đúng rồi, cái này con cũng khó chịu này. Cái lần nó biết ở đâu đấy á, từ nào giờ không có một cái nhà thờ nào nó treo cờ đỏ sao vàng hết. Tự nhiên hôm đấy có một cái nhà thờ nó treo, mà không phải là tự động nó treo đâu cô. Nhà nước ta đến vận động nó mới treo. Thế là đưa lên ca ngợi. Con biết cái chuyện đó, chuyện cái người Việt Nam sống ở Việt Nam treo lá cờ mà đang phấp phới ngạo nghễ ở trụ sở của Liên Hiệp Quốc á, thì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, có gì phải ca ngợi. Nhưng mà rất nhiều người chỉ có cái chuyện đó để trẻ con ấy thôi. Nhiều lúc nhiều người dễ bị rồi xong này họ treo lên mà do vận động nhé, thậm chí do cho thoát nghèo nọ kia đó, rồi vận động rồi lấy lòng nọ kia nó mới treo. Cho nó treo xong rồi nó mỉa mai cô, nó đưa lên nó mỉa mai, nó nói là cái nơi mà thờ chúa được treo cờ máu, nó chửi dậy á, nó gọi cái cờ đỏ sao vàng là cờ máu đó. Rồi những cái chuyện đó cũng phải lôi ra để cho mấy cái người mà cứ theo cứ sợ họ, cứ nâng đỡ họ lên. Tại sao mình phải nâng đỡ một cái thằng khốn nạn, nó hại mình mỗi ngày. Mình không có nghe là nếu nó làm những chuyện bình thường thì mình xem nó là bình thường, đặt cho nó ở đúng cái vị trí, tức là công bằng. Chứ còn bây giờ nó là một tí xíu không bằng người ta mà rồi mình ca nó lên, tức là mình làm bất công, mình ca ngợi một cách bất công, mình làm cái chuyện không giống ai, không công bằng, phải không? Mình tạo ra cái sự bất công đối với những cái tôn giáo khác, tức là làm những chuyện đó, chính làm những cái chuyện mà ca ngợi họ đó mới là làm hư họ đó, nuông chiều họ đó, làm hư. Ví dụ như bây giờ có thằng con hư với những cái thằng con nên, mấy thằng con nên làm chết đẻ chết bà, không ai không có một tiếng khen. Rồi con cái thằng con hương nhông nhỏng nhông nhỏng cái ngày đó nó ngừng lại, nó tiếp một cái tay thôi đi xíu, thế là ca ngợi nó, rồi thưởng kẹo nó, rồi ca tụng nó là con ngoan, con yêu, con có hiếu gì kia nọ, có phải bất công không? Mà nó tưởng nó làm được nhiều lắm rồi hả? Mà cái thằng con hư đấy nó tưởng là nó làm được ghê gớm lắm rồi, nó chẳng đúng, nó đúng. Thành ra chính quý vị mới là làm cho cái sự bất bình đẳng, tôn giáo tạo ra một cái sự bất bình đẳng. Bây giờ nó là đang âm thì bây giờ mong cho nó được lên bằng với người ta đi cái đã, rồi chừng nào mà nó làm trội hơn người ta nữa thì mới khen, thì mới là đúng. Đằng này nó đang âm cho nên nó hơi bớt âm một chút cái tung hô lên. Tại sao phải làm như vậy, ai bắt làm như vậy? Nhưng mà nhiều khi cô nói thế cô giận, nhưng mà cô suy nghĩ lại là con người ta thường thường là sợ những cái thằng mà nó vô côn. Đúng rồi, những cái điều đó chứng tỏ rằng đạo công giáo này nó vô côn quá mức, làm cho người ta sợ nó quá. Bây giờ nó chỉ bớt vô côn một tí là người ta khen rồi, người ta mừng rồi. Thì cái đó như vậy đi. Thì đó, cho nên ở Việt Nam này rất nhiều người gọi điện nói chuyện riêng với con thì căm thù lắm, căm thù cái đạo này lắm, và thích coi canh của con lắm, và căm thù lắm. Nhưng mà bà thấy họ nói hay quá, thậm chí nói hay hơn con nhiều. Có cả một thầy giáo ngoài Hà Nội nè, có cả một anh đang ở dưới Thủ Đức nè, rồi nhiều người lắm mà nói thôi anh nói hay như vậy, nói y như con cảm giác nghe anh thầy giáo ngoài Hà Nội nói hay y như kiểu mà con đọc sách của ông cha ông Trần Trung Ngọc ấy. Mà nói thôi anh lên anh nói đi để góp thêm tiếng nói, anh không cần ra mặt, mà giờ anh lên anh nói xong em nói anh ở bên nước ngoài có ai biết đâu, anh chưa đủ bản lĩnh, anh không nói được, anh sợ, tức là sợ là ảnh hưởng đến nói chung là cuộc sống, họ không dám nói. Bởi vậy cho nên cái tà đạo này nó mới lộng hành. Cô thấy đó, mình đâu có phải muốn gây chia rẽ đâu. Bây giờ linh mục, hội đồng giám mục vẫn tuyên bố rằng là chủ nghĩa cộng sản là tà thuyết, là quái thai,
rồi kêu gọi những người cộng sản đó là từ bỏ cái tà thuyết này. Ủa, người ta là 100 triệu dân, anh có 6 triệu mống à? Người ta có 90 triệu à? Mà người ta cũng kêu anh từ bỏ cái thằng, cái ông chết treo thôi. Mà anh có 6 triệu mống mà cứ kêu gọi người ta là từ bỏ cái tà thuyết cộng sản. Thì cô thấy ai chia rẽ và ai 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 hống hách, ai sức sược, ai ngang ngược. Người ta nói là gì? Ở đa số phục tùng thiểu số. Đây nó có thiểu số à? Mà nó ra rả lên trên, nó kêu gọi là những người cộng sản hãy từ bỏ cái tà thuyết cộng sản đi. Thì cô thấy mà vậy đó. Mà mình nói tới thì con chiên cắm đầu chửi, mà con rất là khinh bỉ những cái, bởi vậy những cái người chửi con nó không bao giờ con trả lời. Con càng thích họ chửi, bởi vì này, họ càng chửi á, con càng thấy việc làm của con là đúng. Bởi vì họ thay vì những người còn lý trí á, có nhiều người á họ nói một câu và con nhột nhá. Họ nói là mình cũng là dân công giáo, mình cũng là người công giáo và mình cũng không ủng hộ cái việc làm của những linh mục đó. Thì là con tự nhiên con thấy nhột, bởi vì con ấy biết đâu mình, họ đang là người công giáo mà họ chưa phải là bỏ hẳn được, mà mình nói nặng lời thì họ cũng bị tổn thương. Thì tự nhiên mình thấy ấy, đằng này không, một cái số đó ít lắm, hiếm lắm, mà chủ yếu là vô nhăm nhăm chửi con là thế nọ, con thế kia. Họ không bao giờ, thậm chí á, con nói là bảy có người vô trả lời, họ chửi con hết, có người vô đấy, nếu mắng tên này đi hỏi Vatican tại sao phải xưng thú bảy nối tội ác. Cái con nhỏ đó tên, cái người đó tên là Gia Cát Lạng ấy, bảy nối tội cái quần què, cái quần gì á, chúng mày tự bịa ra cho bảy nối tội cái đầu chúng mày á. Lại con không tin, đến bây giờ con chiên vẫn không tin rằng là Vatican từng xin nhân loại tha thứ cho bảy núi tội ác mà họ gây ra. Tôi nói cái đấy, cái lít gì ra các lạc gì đó là hồi nãy cô nói đó, là nó nói là ông chúa ở cụ quốc là ông chúa nghiêm khắc. Hả? Cái cô mới bực quá, cô nói giết người là nghiêm khắc chứ sao. Rồi nó đấy còn ông chúa ở Tân Ước là một người cha đầy lòng nhân từ. Tôi mới nói đi chứng minh coi cái chỗ nào là ông đó là nhân từ. Thiệt là bực mình. Nào là giết người, nào là hủy diệt từng cái thành, từng cái ấy, đến nỗi mà rõ ràng sờ sờ ra trong đó nói gì, Chúa hủy diệt toàn bộ cái gì đó mà chỉ vì ông Paraông đó, mà một mình ông Paraông thôi mà hủy diệt hết nguyên cái thành đó, mà nguyên một cái đêm đấy là cả cái thành đó không nhà nào không có người chết, tiếng khóc ai oán. Con đầu lòng của người Ai Cập với lại các con vật của các con vật đầu lòng cũng bị Chúa giết hết. Vậy mà vẫn ca tụng Chúa là lòng lành, Chúa là nhân từ. À, lạ vậy. Tôi không hiểu đầu óc của cái những cái người đó là họ là bởi vậy. Con nói thiệt, bởi vậy. Cái cô nhắm tới cái ông Gia Cát Lạng gì đó nha nhá. Là cái ông đại tá Igoso nó nói như thế này nè. Ông nói cựu ước á, còn khá hơn tân ước. Trong cựu ước á, khi Chúa Cha làm cho một người chết á, thì ông ta để yên cho hắn. Khi ông ta thấy hắn nằm yên trong mộ á, ông ta thấy thỏa mãn rồi. Những thứ thịt trên mặt á, thì được thư giãn, và cái bộ mặt cau có của ông ta nhường chỗ cho một nụ cười thỏa mãn. Nhưng mà trong tân ước á, thì bất hạnh bắt đầu từ lúc chết. Trong tân ước á, thì Chúa Con là Giê-xu đó là tiếp tục trả thù mãi mãi. Chính cái con người mà từng nói hãy yêu kẻ thù của các ngươi thì đã tự cho mình cái quyền đày ải con người trong ngọn lửa vĩnh hằng của quả ngục. Tân ước thật là tệ ác còn hơn cựu ước, vì quả ngục thì ác hơn là giấc ngủ. Một hình phạt độc ác vô tận thì ác hơn là một cuộc an nghỉ. Vậy mà tân ước tự cho là phúc âm của tình thương và hòa bình. Nhớ nha cha các bạn. Hôm nay mọi người nghe có thấy thích không? Giờ này mà thầy đang 85 người nghe. Thôi thì hôm nay mình kết thúc lại đây, tối mai tiếp tục ha cô ha. Rồi ok. Tối mai nha. Nhưng mà tối mai cô có thể ráng sớm hơn được không? Tối mai 8 rưỡi hay 9 giờ cô? Tại hồi sáng thì bất ngờ là ngày hôm qua cái bác sĩ nó nhắc bố đi lấy máu thử, nó cứ lâu lâu họ cứ bắt thử đi coi đo cái độ này độ kia, độ đường, độ mỡ, độ xì dầu, độ tối mai mình quyết. Nhưng mà 8 rưỡi ở Việt Nam là bên đó là mấy giờ sáng cô?
là 6 giờ rưỡi. Ôi À, dạ. được, cô sẽ có tắt Không, vậy. không vậy thì để 9 giờ đi, con để 9 giờ cho bố với Rồi, là cô. 7 giờ thôi. 9 giờ 9 giờ tối bên Việt Nam nha cô nhá. Vâng. Mai là 9 giờ Rồi tối là chủ đề là nói về quá trình lập ra sách hiếm và cô phải chịu những cái hăm dọa những cái nó kia và kêu cả bố quan góp vui nữa để cho con làm tư liệu sau này chứ ha. rồi, ok, rồi, bye bye em, để Dạ. cho người đi ngủ. Dạ, con chào cô, con cảm ơn cô. Rồi, chào cả nhà mình Rồi, nha. xin lỗi nha. Rồi. Dạ. Cảm ơn quý vị, bye bye. Có gì không mọi người muốn nghe nữa không thì tối mai nghe ha. Không là từ nãy giờ không phải ai bình luận hết trơn ta. Bình luận chào lấy cái đi. Không biết những ai còn coi đây. Không biết những ai còn coi đây, không biết có người nào con chiên qua nghe không. Hôm nay là đi muốn muốn tối mai nữa. Thôi bây giờ khuya rồi để cho cả nhà mình đi ngủ nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye.